Nhằm kết nối cho người lao động bị mất việc làm thay đổi việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sớm tìm được việc làm, tạo ra thu nhập ổn định cuộc sống, tại Hà Nội đã diễn ra phiên giao dịch việc làm cho thanh niên năm 2022. Phiên giao dịch việc làm là cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển chọn được các ứng viên phù hợp, đặc biệt là nguồn lao động trẻ, đảm bảo nguồn nhân lực từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tình hình mới. Bên cạnh khối ngành sản xuất trực tiếp như cơ khí, điện tử, dệt may, da dày, cần tuyển dụng số lượng lớn. Để bù đắp số lượng lớn lao động bị mắc Covid-19 tăng cao trong thời gian gần đây, thị trường xuất khẩu lao động cũng hứa hẹn nhiều tín hiệu khởi sắc. Sau 2 năm đóng băng, nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc đã bắt đầu nới lỏng việc nhập cảnh, tăng chỉ tiêu tiếp nhận lao động Việt Nam so với năm trước. Đợt dịch lần thứ tư cũng đã đẩy số người thất nghiệp lên hơn 1,7 triệu người và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tăng đột biến từ 2% lên mức 3,98%. Những phiên giao dịch việc làm như thế này sẽ giúp kết nối tạo cơ hội để lao động quay trở lại thị trường.